Ok. Dài thái cốc phần trăm. Rồi. Vâng. Rồi được, xong thì đã thể cấp. Phần Ok. bài thứ nhất chúng ta giới thiệu về 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 C# đúng không ạ? Tổng quan về Net Framework 4.0. Có thể bổ sung thêm là cái mới đấy. Ngôn ngữ lập trình C#. Trong cái phần này thì Ôi trời, sao cái này nó vẫn bị mất chứ không phải do nó chiếu nhỉ? Chỉ là được cái tập của mình. Đây vào cái này. Không, nó đang bị mất cái đấy. Tài gì? Rồi, ok. À thôi, dạ. Trông nó không được đẹp lắm. Rồi, ok. Giới thiệu về cái Visual Studio. Thông thường chúng ta dùng luôn bản 2017. Đúng không ạ? Net Framework, kiến trúc, các ngôn ngữ, đặc điểm, quá trình hình thành phát triển và tạo một cái chương trình đầu tiên. Có những bạn biết rồi, các bạn chưa biết thì biết thêm tí nữa không sao. Cái bản Visual Studio.net là một cái môi trường tích hợp để triển khai các phần mềm. Bản thân thì nó cũng chỉ là một cái gì thôi, một cái editor thôi, đúng không ạ? Một cái công cụ thôi. Thậm chí có những bạn viết bằng Notepad cũng được, đúng không? Được thiết kế để cung cấp cho lập trình viên soạn thảo mã lệnh, gỡ rối và biên dịch. Đương nhiên nếu bạn viết bằng Notepad thì bạn không thể gỡ rối hay là debug được, đúng chưa? Nó vẫn là một trong những công cụ rất là hoàn hảo. Về Net Framework, nền tảng lập trình cũng như là một cái nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu dựa trên hệ điều hành Windows, Microsoft Windows, cũng được phát triển bởi ông Microsoft. Nó bao gồm các cái thư viện lập trình rất là lớn, từ cái bản Network 1.1, 1.0, 1.1 nó cũng đã có rất là nhiều rồi, rất nhiều các thư viện. Xây dựng các ứng dụng dòng lệnh đến các cái ứng dụng giao diện, ví dụ Windows Form, Web Form, ASP.NET MVC, truy xuất cơ sở dữ liệu, các ứng dụng web, các ứng dụng XML, các ứng dụng dịch vụ Web Service, WCS hay là Web API. Hiện nay đang sử dụng là chủ yếu Web API. Các ứng dụng mobile và giao tiếp mạng. Tuy nhiên là cái Windows Mobile thì nó thấy nó chết yểu dần, nó chả thấy còn bao nhiêu thị phần. Trước đây có ông Windows Phone. Trước đây có ông Nokia dùng, nhưng bây giờ ông Nokia cũng đôn từng chết. Đúng không ạ? Đấy. Ta đi từ cái kiến trúc 2.0 thì chúng ta có này, từng thao tác với hệ thống đúng không ạ? CLR, các cái library, IDONET và XML. Tức là cái công cụ để kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ví dụ trong Java chúng ta có JDBC chẳng hạn. Trong anh Net thì có IDONET. Đúng không ạ? Các ứng dụng tầng trên hơn như xây dựng các ứng dụng desktop, Windows hay là các ứng dụng trên web, web form, web service. Cái bản 2.0 thì nó chỉ có các trường này thôi. Về các cái ngôn ngữ sử dụng như chúng ta đang dùng như là Visual Basic, VB, C# là chủ yếu. Đúng không ạ? Còn đúng hơn là cái JScript hay J thằng này thầy cũng chưa code nó bao giờ trên cái bộ editor này. Phiên bản 3.0, 3.5, 4.5 thì nó bổ sung nhiều các thành phần hơn. Ví dụ nhỉ. 3.0 ta có WPF, WCS. Đây chẳng hạn như là chúng ta quay lại cái 2.0 này thì nó gọi là web service thôi chứ chưa có các ứng dụng dịch vụ như là WCS, đúng không ạ? Đấy, nhưng 3.5 thì nó có này. WCS đây cũng là một loại ứng dụng dịch vụ, nó giống như là cái version trước của nó là web service, và sau này chúng ta lại chỉ dùng là web API là chính, được chưa nào?
WPF, vân vân. Các công nghệ từ 3.5 ta có vẫn là IDO Entity Framework, tức là những cái gì mà làm nó cảm thấy phức tạp nhiều việc ấy, thì nó lại tạo thành cái framework để chúng ta dùng dễ hơn, nhanh hơn. Khái niệm về link queue, các truy vấn song song hay là các cái lập trình bất đồng bộ, các thư viện được bổ sung trong 4.0 bây giờ thì nó cao hơn nữa rồi, đúng không ạ? Với phiên bản 4.5 tương ứng với Visual 2012 thì nó cũng mang lại cho ta rất nhiều các cái tiện ích. Đương nhiên là bạn cũng chỉ học một số cái thành phần ở trong này thôi, cũng không học hết đâu, được chưa ạ? Ví dụ Windows Store App, cái này thì ở Việt Nam mình dùng ít, hầu như chưa thấy công ty nào tuyển dụng về cái Windows Store cả, như thị trường châu Âu thì nhiều. Đấy. Các ứng dụng bên nền trên nữa chúng ta sử dụng như là Webform, MVC, Webpage hay là Windows Desktop App, đúng không ạ? Windows Phone. Các công nghệ mà kết nối cơ sở dữ liệu chúng ta vẫn đang dùng như là IDONET, IDONET Entity Framework, IDONET Web API. Tức là thành phần này chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn. Còn cái tầng dưới của nó thì vẫn như thế, đúng không ạ? Đấy. Từ phiên bản 4.0 trở đi thì Net Framework có 3 cái thành phần chính. Một là CLR, nó liên quan đến cái chức năng như quản lý bộ nhớ, Memory Management, thực thi mã lệnh, điều khiển lỗi, kiểm tra mã lệnh an toàn, gọi là Code Certification, tức là nó thẩm định cái code trước, đúng không ạ? Thu gom bộ nhớ, gọi là Garbage Collection. Ví dụ như là trên nền tảng C chẳng hạn, chúng ta muốn sử dụng một đối tượng, chúng ta phải cấp phát cho nó con trỏ ấy. Sau đó chúng ta phải làm gì? Giải phóng bộ nhớ. Còn ở bên trong anh này có bộ Garbage Collection của nó ấy, thì chúng ta không phải làm cái việc giải phóng nữa. Nó sẽ tự tìm đến là cái thành phần, cái đối tượng, cái biến nào không dùng nữa thì nó làm gì? Nó giải phóng bộ nhớ, nó dùng cho việc khác. Thì cái bộ đấy nó gọi là Garbage Collection, đúng không ạ? Thành phần thứ hai là Dynamic Language Runtime, gọi là DLR, giúp C# làm việc với các đối tượng động như là Dynamic Object từ bất kỳ cái nguồn nào, như là Iron Ruby, Iron Python hay là JavaScript, được chưa ạ? Với cái công nghệ xử lý DLR này. Thành phần thứ ba gọi là Framework Class Library, FCL, bộ thư viện dành cho lập trình viên. Với 4.0 thì nó khoảng độ hơn 80.000 lớp đối tượng. Học thuộc lòng đó là khó đấy, đúng không ạ? Nhưng mà từng cái hạng mục dịch vụ gì, ta áp dụng cái gì thì ta sẽ tìm cho cái bộ thư viện đấy để chúng ta sử dụng. Được chưa ạ? Đủ để gọi thực thi các cái loại dịch vụ và các hệ điều hành. Về ngôn ngữ, chúng ta quan tâm đến MSIL, Microsoft Intermediate Language, là một ngôn ngữ trung gian của Microsoft. Khi biên dịch ứng dụng Net thành cái mã nguồn, thì cái mã nguồn được biên dịch thành cái mã tự quản gọi là Managed Code, tức là gọi là mã tự quản, đúng không ạ? Ta có thể hiểu thông thường là metadata kết quả được lưu trong cái dạng XJ hoặc là DLL. Đấy, nó gọi là các cái ứng dụng mã đóng, nó là như thế đấy. Nó khác mã mở, đúng không nhỉ? Mã mở như PHP chẳng hạn thì chúng ta bán, chúng ta đẩy lên đâu thì nó còn nguyên cái mã code như nào thì trên server nó như thế. Còn mã đóng tức là chúng ta có thể biên dịch nữa. Chúng ta không thể đọc các cái câu lệnh ở trong thông thường mà bằng ở trong cái XE hoặc là DLL cả. File E nó là cái file thực thi thôi mà, đúng không ạ? Thì cái trình biên dịch nó sẽ chuyển về các cái file dạng file thực thi hay là các cái thư viện điều E. Khi thực thi ứng dụng chạy file E thì cái trình gọi là JIT sẽ chuyển toàn bộ cái code MSL thành mã máy. Cái này mới là cái mã trung gian. Thì lúc này native code nó gọi là cái gì đấy? Nó là các cái mã 0, 1 thôi, đúng không ạ? Chúng ta gọi là mã mấy. Nên là khi chúng ta thực thi cái ứng dụng đó thì từ cái file yeah, đúng không nhỉ? Nó chỉ chạy khi có yêu cầu và sinh mã tối ưu cho từng loại mấy thôi, đúng không ạ? Quá trình biên dịch chúng ta có thể nhìn thấy mã nguồn thuộc code C Sharp, C Cộng hay BB. Trình biên dịch của Visual Net chuyển sang metadata. Trình JIT bắt đầu mới chuyển sang cái gì đấy? Cái ngôn ngữ mấy để thực hiện, đúng không ạ?
Và ngôn ngữ lập trình C ở trong cái nền tảng Net Framework thì người ta được định nghĩa là khá đơn giản. Mà đúng là đơn giản thật. Viết đơn giản hơn C, hơn Pascal, hơn cả C cộng cộng, hơn cả Java. Cực kỳ đơn giản và trực quan. Nó có khoảng hơn 80.000 80 từ khóa, không phải 80.000. Trong C chúng ta có khoảng bao nhiêu từ khóa? Ngôn ngữ C thuần thông thường khoảng 32 từ khóa, đúng không? C Sharp chỉ có 80 từ khóa thôi, đúng không? Tuy nhiên ngôn ngữ C có ý nghĩa to lớn khi nó mang cái khái niệm lập trình hiện đại, bao gồm cả những việc hỗ trợ cấu trúc thành phần lập trình hướng đối tượng. Khái niệm về lập trình hướng đối tượng trên nền tảng như chúng ta được học là C cộng cộng, đúng không? Java, C Sharp. Đương nhiên cái ông như ông PHP chẳng hạn cũng có PHP 7, có OOP đấy, nhưng mà OOP nó chưa được rõ ràng về mặt lập trình hướng đối tượng. Những tính chất hiện đại trong một cái ngôn ngữ lập trình hiện đại, nó có rất nhiều các cái này, các người ta gọi là hiện đại, mới gọi hiện đại, đúng không nhỉ? Hơn nữa thì cái ngôn ngữ C Sharp được xây dựng dựa trên hai nền tảng ngôn ngữ mạnh nhất, đó là C cộng cộng và Java, đúng không ạ? À, một số đặc điểm này: ngôn ngữ đơn giản, hiện đại, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mềm dẻo, ít từ khóa, hướng mô đun, và nó rất phổ biến hiện nay. Đương nhiên xếp trong cái bảng hạng mục ngôn ngữ ưa dùng thì cái anh này cũng đứng xa xa đấy. 2018 thì bảng vàng ngôn ngữ phải nói đến là gì? JavaScript, đúng không nhỉ? Có thể nó làm mọi thứ, đúng không ạ? Còn đương nhiên là đứng lâu nhất thì vẫn là ông gì? Ông C, lập trình C, đúng không ạ? Bền vững nhất, top 10 lâu nhất. Java mới lại C Sharp, C cộng thì vẫn đang đứng dưới, đúng không? Object C, C thì Object C, các cái càng cái ngôn ngữ mà gần với hệ thống thì nó là càng đứng đầu. Còn như chúng ta là đang sử dụng ở với cái ngôn ngữ gọi ngôn ngữ lập trình hiện đại. Quá trình phát triển chúng ta có thể nói đến từ cái thời kỳ 1.0. Hiện nay thì nó là 6.0 chứ không phải là 5.0 nữa nhé. Đúng không ạ? 6.0, 7.0 rồi. Ví dụ như Visual 2012 nó đã có lập trình rất đồng bộ như Asin hay là Web. Chúng ta cái này chắc là phải sửa lại sang cái Visual 2017 đi, cho nó mới, đúng không nhỉ? Một số quy tắc tệp tin viết mã C Sharp được lưu với đuôi mở rộng là CS. Cũng tương tự như vậy, trong cái Visual Studio nó có các cái ngôn ngữ lập trình khác nhau, JavaScript cũng có, VB cũng có, đúng không ạ? Chúng ta làm C Sharp thì nó đuôi là CS. Và nó cũng phân biệt chữ hoa chữ thường. Rất ít các ngôn ngữ không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ như là bạn thử lấy một ví dụ mà nó không biết chữ hoa chữ thường, ngôn ngữ Notepad không được gì. Notepad thì nó lại không phải gọi Notepad thì nó chỉ là cái editor thôi. SQL vừa học xong đấy. SQL thì mỗi câu đấy, Notepad nó là một editor chứ không phải là ngôn ngữ, đúng không nhỉ? Đấy, một chương trình C Sharp tối thiểu phải có một lớp ghi chú như vậy. Bên trong lớp là các cái thành phần trường khai báo thuộc tính và các hành động, các phương thức. Một chữ C Sharp muốn thực hiện phải có một hàm main. Trong C chúng ta cũng bắt đầu từ gì đấy? Từ main, đúng không nhỉ? Duy nhất một hàm main trong toàn bộ hệ thống chương trình, hay nói là điểm bắt đầu của hệ thống này. Được chưa nè? Về tạo ứng dụng thì nó cực kỳ là đơn giản. Tạo một cái ứng dụng bằng C Sharp, đúng chưa nhỉ? Khởi động và Visual mà chúng ta đang dùng đây là 2015 thì nó có như vậy. Như chúng ta để ý này, chọn nó phải là gì? C Sharp. Chúng ta đang làm việc là ứng dụng console, lưu ở đâu, vị trí lưu trữ, có tạo ra cái solution name không. Như vậy chúng ta hiểu là cái solution ấy có nghĩa rằng là nó sẽ chứa nhiều cái project ở trong đấy. Còn cái chúng ta đang làm đây, một cái đây chẳng hạn, thì nó là cái project đầu tiên chẳng hạn, nó có thể tạo nhiều project trong đó, được chưa nhỉ? Ví dụ bắt đầu từ hàm main, chúng ta hiển thị lên
màn hình, một cái nội dung, đúng không nhỉ? Viết code. Khi chúng ta biên dịch, compile nó đấy, khi ta chạy đấy, thì nó tạo ra một số các cái file ở trong cái thư mục bin và debug, ví dụ file XE này, đúng không? Một số các tệp tin nữa. Ok. Còn phần cài đặt thì thôi nhé, cái này chắc tự cài đặt thôi nhé. Nói chung đã lập trình thì phải tự cài đặt được. Rồi, để ta tạo một cái ứng dụng đầu tiên xem thế nào, đúng không? Visual 20, ở đây là 2017 rồi, được chưa ạ? Ở lớp cài hết chưa đấy? Cho đây thì cho đây thì này, tạo một cái ứng dụng đầu tiên xem nào. New project đúng không nhỉ? Đấy. Ok. Tạo phải Visual C Sharp nhé. Tạo cái thư mục đó nè. Ta mở cái thư mục lưu trữ cái phần này đi. Để đâu cho nó được nhỉ? Demo đây đi, đúng không? Đấy. Lớp mình là gì nhỉ? Tạo một cái lớp đi. Dev 1808 LM đi. Net đi. Đúng không? Cho cái ship trừ vào đây cho dễ nhìn. Ok. Tạo một cái project gọi là project là section 01 đi. Đúng không nhỉ? Create luôn cái section. Những ứng dụng ta chọn là gì đấy? Console nhá. Console Netcore khác của console Net Framework khác. AP Netcore chúng ta sẽ chọn Netcore. Ta đang học Net Framework, ta chọn cái này. Được chưa ạ? Ok cái này. Chờ nó trong giây lát. Đúng không? Đấy. Ok. Rồi dã ra tí. Nhìn rất trực quan, rất dễ dùng. Đúng không nhỉ? Ta in ra màn hình lời chào thân ái, đúng không ạ? Như trong các ngôn ngữ khác, đây là câu lệnh xuất ra màn hình. Ta có console write in trên một dòng write line, đúng không nhỉ? Xin chào, tôi là C Sharp, đúng không ạ? Đúng không? Chấm phải. Lệnh dừng màn hình để xem. Chờ gõ phím, đúng không nhỉ? Read key đi. Hoặc là chúng ta nhấn Ctrl F5 để build, hoặc nhấn F5 để chạy và nhờ chờ gõ phím. Đúng không? Đấy, nó đang biên dịch. Trên màn hình chúng ta sẽ nhìn thấy xin chào tôi là C Sharp. Đúng không? Rất thì viết được con dấu đấy. Ừ, cái cô giáo bình thường. Em nói lại kiểu người tối cổ. Được chưa? Ok. Đây là cái chương trình đầu tiên. Các bạn viết thử chương trình đầu tiên, viết cái gì đấy lên đấy nhỉ? Chào mấy nhỉ? Cùng cài chưa nhỉ? Đúng hả? Cài chưa? Cài cho bạn đi. Tấn báo cài xong luôn thầy. Ừ, thì để cho nó cân như xong. Thế điều khiển điều hòa này tản luôn. Tản đi đâu ạ? Ngồi trong bên kia. Cái điều hòa này là điều hòa. Không thấy chỗ nào. Thế cái này cái gì? Không, của em. Cho cả AP Net nó sẽ giải dùng. Rồi đúng không? Còn cái chỗ link view data được xét rằng sẽ phần học link view nó còn dùng. Cái mobile cũng cần. Visual Store Extension. Chứ có một ký tự dấu thôi. Chứ em làm gì em cửa hóa.
cái bản có cái này trong cái bản còn cái link tiêu ở đâu đấy ở đây em không nhìn ra đấy bỏ cái này đi tám chưa có tám nào tám thì mới non à em không nhớ được nhé em có một cuộc thi tính viết được đấu chứ về kỳ ấy những kỳ ở đây ăn bớt cái này em chỉ em muốn nói là sao của em chạy lên nó không hiện có đủ ở trên đó đây không có nhấn tin đầu nhá đấy nếu mà cài thiếu quá rồi có lại môi van nó lại tao thích rồi được chưa đấy nhỉ bỏ đi cũng được bây giờ bỏ đi bỏ đi nhưng mà đây với em thôi bỏ ra không phải bỏ chứ không phải có cái đã mất tiền trong hệ thống em có trong trong có ấy có đấy không quan trọng lắm được chưa từ giờ tao chơi tiếng Anh biết tiếng tiếng mua rồi em thử hỏi nó nói nó thôi tạm thời stop lại cái nhỉ.